có tiền, một cuộc sống hoàn hảo như giấc mơ. Mãi mê mà chẳng nhận ra, hạnh phúc vẫn luôn sẵn đơn và đẹp biệt mấy. Để rồi đành mơ tuổi thanh xuân và những tính khôi ở trong lòng. Một đời hơn thua rồi cuộc sống ấy đưa ta đến nơi đâu. Hay là vì sao chiếu ánh sáng rọi vào đêm đen, và hãy sống ý nghĩa phút giây đời mình. Hãy trao đi những yêu thương, những nỗi âu lo buồn đau tan biến. Chẳng cần phải cố sống như một soái ca giữa đời, ta trôi hết những nỗi gánh đua như mây trời. Bỗng nhiên cuộc đời lại đẹp như giấc mơ. Hay là vì sao chiếu ánh sáng rọi vào đêm đen, và hãy sống ý nghĩa phút giây đời mình. Hãy trao đi những yêu thương, những nỗi âu lo buồn đau tan biến. Chẳng cần phải cố sống như một soái ca giữa đời, ta trôi hết những nỗi gánh đua như mây trời. Bỗng nhiên cuộc đời lại đẹp như giấc mơ. Chẳng cần phải cố sống như một soái ca giữa đời, ta trôi hết những nỗi gánh đua như mây trời. Bỗng nhiên cuộc đời lại đẹp như giấc mơ. Là người đã chia cắt cha con con. Vì gia phong gia tộc con à, ông nội không còn cách nào khác. Gia Huy à, ba đã thực hiện lời hứa của mình. Bây giờ tới lượt các con lập tức giải quyết scandal đi. Xin lỗi con về tất cả. Bà hứa sẽ bù đắp cho con lại mà. Bà không thể nào để mất con thêm một lần nữa đâu Ngọc. Ngọc, tôi đã không tin lời anh nói. Tôi không ngờ là anh phải chịu đựng cảnh cha con ly biệt như vậy. Thủy à, tôi nhờ cô một chuyện được không? Ừ. Cô hãy tìm hiểu nguyện vọng tâm tư của con bé Ngọc. Tôi muốn biết tất cả để có thể bù đắp cho nó.
Tôi nhờ Thủy giúp tôi chuyện này nha. Cảm ơn cô. Cảm ơn vì cô đã luôn ở bên cạnh của tôi. Cô bị gì vậy? Tự nhiên đi về cái thẫn thờ quá vậy? Sao? Cô nói cho tôi biết ai ăn hiếp cô đúng không? Tôi xử nó luôn á. Cười cái coi, cười đi. Để tôi đi mở cửa nha. Ủa, Thủy? Hai người làm cái gì mà ngồi thẫn thờ vậy trời? Thiên Ân. Hả? Anh ánh mặt chút xíu đi được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với Ngọc. Ồ. Kim Ngọc à, dù sao thì ông nội cô cũng đã kể hết toàn bộ sự thật rồi. Hay là cô bỏ qua cho ba cô được không? Sao cô biết được chuyện này? Thật ra lúc nãy ở nhà anh Gia Huy, tôi được ảnh sắp xếp để cho nghe hết tất cả mọi chuyện. Cô nên tha thứ cho cha cô đi. Tất cả là do ông nội hết á. Ông nội của cô không có cho hai cha con nhận nhau. Thật sự bây giờ tôi không biết là nên vui hay buồn nữa. Vừa giải được một cuộn khúc này thì lại có một cuộn khúc khác. Mẹ tôi là người có lỗi, còn ông nội tôi thì nhẫn tâm chia cắt tình phụ tử. Thật sự mà nói, nếu như mà bây giờ tôi nói, tôi hiểu rõ cảm giác của cô với lại ba của cô, chắc là tôi nói dối. Cả hai đều có một phần cuộc đời bị đánh cắp. Nhưng mà chẳng lẽ Ngọc muốn phần đời còn lại của mình cũng sống trong cái cảnh như vậy hả? Ngọc biết không, tôi là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ. Tôi không có cha mẹ, cho nên lúc nào tôi cũng mơ ước được cha với mẹ mình ôm mình thật chặt. Tôi cũng đâu có cơ hội đó. Tôi nghĩ là Ngọc có cơ hội mà. Ngọc mở lòng mình ra đi, cho ba của Ngọc một cơ hội đi. Chị thật sự yêu ông ta hả? Tôi thấy chị lúc nào cũng lo lắng, nói tốt cho ông ta.
tình yêu là như vậy hả? Thôi đi mà, tự nhiên đáp qua chuyện của tôi vậy. Cảm ơn chị đã nói, nhưng tôi cần thời gian để kiểm chứng lại mọi việc. Nè, cười lên đi. Nghe hết mọi chuyện rồi chứ gì? Tôi không cần phải kể nữa ha. Vậy bây giờ cậu đã có cái nhìn khác về Gia Huy chưa? Nhưng mà tại sao ông Quốc Cường lại nói ra sự thật? Ông cố tình chia cắt hai cha con họ để bảo vệ Gia Phong mà. Anh Gia Huy ra điều kiện là phải cho anh Gia Huy và Ngọc nhận nhau trong âm thầm. Ông ấy sợ cánh báo chí làm lớn chuyện, cho nên mới chấp nhận chuyện này. Thủy yêu ông Gia Huy thiệt rồi. Đúng là Gia Huy đã mang lại nụ cười tươi trên môi Thủy á. Thiên Ân, tôi rất cảm ơn tình cảm mà anh dành cho tôi, nhưng... Không sao đâu. Tại lúc trước tôi hơi cảm thấy khó chịu, bởi vì tôi không muốn Thủy yêu một tên không ra gì. Tôi sợ Thủy bị người ta làm hại. Nay thì được sáng tỏ rồi, nên tôi cũng yên tâm hơn. Không sao đâu. Bây giờ thì anh đã trưởng thành hơn rồi đó, hơn tôi tưởng. Mới hôm qua bị mẹ giáo huấn trong một trận, tôi mới biết là xung quanh tôi còn rất nhiều thứ đáng phải trân trọng lắm. Nè, cậu cũng thích anh lắm đó, tấn công đi. Hả? Thủy nói ai vậy? Là Kim Ngọc chứ ai vô đây nữa. Kim Ngọc? Kim Ngọc à? Không, không thể nào đâu. Kim Ngọc sao thích tôi được? Không có để ý gì hết vậy. Kể từ bây giờ để ý người ta đi, rồi nhìn thấy liền à. Thôi chuyện đó để sau đi. Thôi đi, bây giờ chúng ta hãy chạy qua bên anh Gia Huy để giải quyết scandal của chúng ta. Tôi với Thủy đi thôi hả? Chứ ai nữa? Kim Ngọc kia. Chào Ngọc. Chào Thủy. Thôi đi hả? Đi. Thôi chúng ta qua bên anh Gia Huy đi. Anh. Có hai người tới thôi sao? Ngọc đang đổ xe kìa. Vậy chúng ta chờ Ngọc một chút. Chưa gì mà đã lo rồi. Dạ mấy anh chị dùng gì vậy? Cho anh một ly cà phê đen. Nước cam đi. Tôi cũng vậy. Dạ. Bây giờ tôi xin trình bày kế hoạch để dẹp loạn các bài báo lùm xùm mấy hôm nay. Tôi tin chắc tất cả chúng ta ở đây ai cũng muốn sớm giải quyết được chuyện này. Ông nói rõ hơn đi, khỏi giải thích lằng quằng. Báo chí đang cố tình làm cho mối quan hệ tình cảm của chúng ta trở nên chọc chéo. Chỉ có cách là chúng ta ra mặt đính chính lại tất cả các mối quan hệ, công khai hai cặp đôi đang tìm hiểu nhau, thì thông tin bắt cá hai tay hay cho ai đó cắm sừng chắc chắn sẽ bị dập tắt. Tức là chúng ta sẽ mở một cuộc họp báo để công bố hai cặp đôi Ngọc và Thiên Ân là một cặp, còn tôi và Thủy là một cặp. Thủy à, làm người yêu của anh nha. Thì ra lời anh nói là nằm trong kế hoạch này. Vậy mà mình cứ tưởng. Trời, cái cách giải quyết gì mà kỳ cục quá vậy. Đúng rồi, tôi thấy Ngọc nói đúng đó. Thiếu gì cách, sao không chọn cách khác đi.
Dạ. Mời anh. Mời chị. Cảm ơn. Em xin phép. Cảm ơn em. Báo chí có tác dụng định hướng dư luận. Chỉ cần chúng ta điều khiển được báo chí thì dư luận chắc chắn sẽ theo chúng ta. Bây giờ họp báo công khai tình cảm như vậy, báo chí nhất định sẽ viết theo và ủng hộ tình cảm của chúng ta. Lập tức dư luận sẽ quên đi scandal này. Nhưng anh đang lo sợ chuyện gì hả? Cái tôi lo sợ là quyết định của tất cả mọi người ở đây. Vì đây không phải là chuyện nhỏ. Tôi đồng ý. Thì tôi thấy cách này hiệu quả thì mình làm thôi. Với lại giải quyết một lần cho dứt điểm luôn, đỡ mất công gặp nhau tốn thời gian. Vậy tôi phải giải thích với mọi người dưới quê sao? Cái chuyện này á, tôi có thể giải quyết với má anh. Chúng ta có gì đâu mà sợ chứ. Chỉ là giả vờ yêu nhau vài tháng thôi. Coi như tôi đang thuê anh vậy đó. Vậy bây giờ chúng ta chính thức yêu nhau được chưa? Thôi, tôi có việc phải đi trước rồi. Chào Thủy. Chào ông. Con gái. Đi với tôi đến một chỗ nha. Thủy nói là Ngọc thích mình. Giờ cô lại đòi công khai trước báo chí tình cảm với mình. Không lẽ là thật sao? Cô đang làm phiền tôi thì có. Cô đi cho tôi hả? Ở xung quanh người dân ở đây hả? Nói tôi với cô vậy nè, một cặp nè, rồi tôi mất đi cái giá trị đời trai của tôi sao? Vậy nè là gì vậy? Nhưng mà nói nghe nè, tôi thích vậy á. Trời, anh tự tin quá à. Tôi thích mấy người tự tin thái quá như anh vậy á. Anh còn có chi tiếng thủ vậy, ai mà thèm lấy anh làm chồng. Rồi sau này ai lo cho má anh, rồi còn lo cho con cái của anh nữa. Nào, bài không? Nghĩ sao vậy? Cô nghĩ sao cô có cửa làm vợ của tôi vậy? Nè, tôi nói cho cô biết nha, tôi không có lấy cô làm vợ đâu mà cô sợ khổ cực. Ở dưới quê này bình yên hơn thành phố nhiều. Anh chỉ toàn bao biện thôi. Có sức khỏe, có trí tuệ. Không lẽ anh muốn nghèo hoài hả? Ngọc ơi, Thủy ơi. Ngọc ơi, Thủy, Ngọc. Mua tôi ra. Sao lại như tôi vậy? Mua tôi ra. Cô tôi với. Ngọc. Cô tôi với. Đi mau. Cô có sao không? Không sao rồi. Mình đã thực sự mất nợ cô ấy. Tôi nghe nói
Thủy đang ở chung với Ngọc à? Ừ. Tôi chắc là ở tạm vài hôm thôi à. Thủy ráng nha. Chờ tôi giải quyết xong mọi chuyện rắc rối này, tôi sẽ giúp Thủy làm việc trở lại. Anh không cần phải bận tâm về tôi đâu. Thật ra tôi cũng đang tính một vài bữa nữa tôi sẽ đi tìm việc làm mà. Tôi biết cuộc sống của Thủy rất là khó khăn, phải làm lụng vất vả, còn phải gửi tiền về đuôi anh hai nữa. Thời gian vừa qua cũng vì chuyện của tôi mà làm ảnh hưởng tới công việc của Thủy. Tôi xin lỗi Thủy nhiều nha. Không lẽ anh tính là cả ngày xin lỗi tôi hả? Tôi mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều đó nha. Tôi biết mà. Cảm ơn Thủy. Có lẽ tôi không nói nữa thì hay hơn. Tên Tuấn Kiệt đó tự nhiên từ đâu xuất hiện, đòi hỏi những điều hết sức vô lý. Còn lo quá mới qua tìm cô. Cô tìm cách giúp con đi cô Dung. Ông nội con mà biết chắc con chết. Không ngờ chuyện lại xảy ra đến nông nổi này. Tên đó dám về đây ăn hiếp con hay sao? Đúng là quá đáng mà. Hay là con thú tội đi, nói cho Body and Life và chủ tịch biết. Cùng lắm chịu sỉ nhục thêm chút xíu có sao đâu. Không, không thể được. Con thà chấp nhận những yêu cầu vô lý của hắn còn hơn là chịu ê mặt trước mọi người. Với lại hắn còn đòi kiện con về tội con mạo danh hồ sơ của hắn nữa. Căng thẳng vậy sao? Tạm thời không được cho thằng Thiên Ân đó biết, nghe chưa? Thứ nhất, nó sẽ tự ti nghĩ mình là người thừa. Thứ hai, với tính cách của nó, thế nào nó cũng sẽ làm cho thằng kia nổi khùng lên. Như vậy thì sẽ rất là nguy. Dạ con biết rồi cô, con sẽ giữ bí mật chuyện này. Tạm thời con hãy chiều chuộng và nghe lời nó. Để từ từ rồi cô sẽ nghĩ cách giúp con. Con cũng thấy đó, trung tâm hiện giờ đang gặp nhiều chuyện rắc rối lắm rồi. Con đừng làm cho nó trở nên căng thẳng thêm nữa, nghe không? Dạ. Thôi ăn trái cây đi con. Dạ, con mời cô. Cảm ơn con. Anh Quý, đây là đâu vậy? Nhà mới của em đó. Cái gì? Gì kỳ vậy? Chưa hết bất ngờ đâu. Đợi một chút. Ủa, em gái. Anh hai. Trời ơi anh hai. Anh hai nhớ em gái quá à. Ai đưa anh hai lên đây vậy? Thì dì Năm đó. Dì Năm ở trọng. Dì Năm. Chị Năm. Dạ, chào ông chủ. Trời đất ơi, ở đâu mà bất ngờ vậy nè? Trời ơi con, còn nhiều điều bất ngờ nữa. Ông chủ của con tốt hết biết luôn. Đánh xe hơi xuống dưới, rớt hai dì cháu lên đây. Rồi còn dẫn thằng Hải để ăn một chầu ngon lành luôn. Cảm ơn ông chủ nha. Cảm ơn anh. Anh thực sự làm cho em bất ngờ quá. Đây là việc nhỏ nên làm mà. Anh sẽ thấy yên tâm hơn khi anh hai chị Năm ở chung với em. Anh cũng đã tìm được việc cho anh Hải rồi, làm ở một nhà hàng mà anh thân với giám đốc bên đó. Ngày mai anh Hải có thể đi làm được rồi. Chiêu nhân hay quá. Dạ cảm ơn anh. Thôi vô nhà đi. Thank you.
Ừ vậy tỉnh tay quá dữ thiệt, dữ thiệt. Gì Nam? Ê, hết hồn mày quỷ à. Tại sao mọi người nghỉ mệt lâu quá vậy? Bắt đầu từ hôm nay có tôi ở đây, mọi người không được làm ý đâu. Quay trở lại tập đi. Có lẽ tôi phải khắt khe với mọi người thì tập luyện mới tốt. Mọi người có nghe rõ chưa? Mọi người nghe rõ chưa? Chào anh. Hình như anh là huấn luyện viên mới ở đây, cho nên chưa biết quy tắc lịch sự với hội viên hả? Có cha của lòng người đó. Anh nhìn cái gì vậy? Bộ anh chưa thấy một sói ca huấn luyện viên đẹp trai như tôi hả? Đây là giáo trình của tôi, người ngoài đừng xen vào. Ồ, người ngoài hả? Anh có biết tôi là ai không? Sói ca khỏe thân, tôi nói đúng không? Nếu như anh đã biết như vậy rồi á, thì tôi nghĩ anh nên có thái độ đúng mực và lịch sự với học viên của tôi. Tôi biết anh không có nghĩ là tôi phải nghe lời anh nói, cũng không có nghĩa là anh giỏi hơn tôi. Với một huấn luyện viên mới như anh mà có cách cư xử như vậy thì cơ hội bị sa thải rất là cao đó. Tôi không biết chắc là người nào sẽ được sa thải trước đâu. Tôi được phép toàn quyền quyết định giáo án của tôi mà không cần phải thông qua bất kỳ một ai. Ai cho anh cái quyền này? Ai tuyển anh vào đây? Chuyện này là sao? Anh ta là ai vậy? Anh ta là đồng quản lý của trung tâm Body and Life. Anh ta là Tuấn Kiệt. Từ nay anh ta có chức vụ ngang ngửa với anh. Còn nữa, anh có thể tự mình quyết định giáo trình mà không cần thông qua tôi. Cái gì? Sói ca khỏe thân, anh không có nghe lầm đâu. Hy vọng là mình hợp tác tốt. Tốt lắm. Ngọc, là sao vậy? Anh bình tĩnh chút đi, từ từ rồi anh sẽ hiểu. Anh à, ông ăn đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Tôi thấy nếu mà để cho Gia Huy và Thủy đóng giả yêu nhau như vậy, ông không sợ là lúc đó lửa sẽ gần rơm, sẽ sinh ra chuyện hay sao? Ông đừng quên là cô Thủy trợ lý đó yêu thằng Gia Huy, và ông đang thuyết phục nó sinh cháu cho ông. Tôi sợ là giả sẽ thành thật đó. Cô nghĩ tôi không tính tới chuyện đó hay sao? Tôi đã sớm đề phòng chuyện này rồi. Trước khi Gia Huy triển khai kế hoạch, tôi đã đi trước một bước. Cô đọc và ký vào đó nếu thấy đáp ứng được điều kiện của tôi. Kế hoạch buổi họp báo thằng Huy đã phổ biến rõ ràng với cô rồi chứ? Nhưng tôi muốn đó chỉ là trên danh nghĩa thôi. Sau khi họp báo, cô phải chủ động chia tay thằng Gia Huy, và nguyên nhân chính là bản thân cô đó. Chủ tịch, tôi không hiểu ý ông đang muốn gì vậy? Tôi không muốn cô lợi dụng chuyện họp báo để bám lấy Gia Huy. Gia đình của tôi là một gia đình nề nếp gia phong, nên người vợ mà tôi cưới cho nó sẽ phải đáp ứng được tiêu chuẩn và chuẩn mực của gia tộc. Việc chia tay giả sẽ có một lý do thích hợp, nhất định không được để nó mang tiếng tham phú phụ bần. Cô đã hiểu ý của tôi rồi chứ? Còn nếu như tôi không đồng ý thì sao thưa chủ tịch? Thì tùy cô quyết định thôi. Việc họp báo lần này chỉ là vở kịch bất đắc dĩ để chữa cháy cho những rắc rối mà thằng con tôi và các người gây ra.
nếu cô không ký sẽ không có cuộc họp báo nào hết. Tuy nhiên, chiêu bài cuối cùng của tôi vẫn còn đó. Vậy thì ông định làm gì? Còn tôi thì tôi không tin là ông sẽ phá hỏng gia phong một cách dễ dàng như vậy. Cô rất giỏi và thông minh nữa. Họp báo không diễn ra thì thằng Quy và con Ngọc sẽ biến mất, dư luận sẽ im lặng. Tới khi đó tất cả sẽ đi vào quỹ đạo như cũ, và con Ngọc sẽ mãi mãi không trở về Việt Nam nữa. Theo cái cách mà tôi đã từng Vậy có nghĩa là cuộc họp báo này là cơ hội duy nhất cho anh Gia Quy và Ngọc ở lại sao? Cô thật sự là quá thông minh. Giờ quyết định là ở cô đó. Ông thiệt là giỏi tính toán. Hy vọng là mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Tôi thấy cũng mệt mỏi lắm rồi. Cái lũ ngựa non háo đá đó cho rằng sẽ dắt mũi tôi đi được chắc. Tôi sẽ không ngồi yên đó để Trần Gia Luật bị bôi nhọ như vậy đâu. Tôi biết anh không có nghĩa là tôi phải nghe lời anh nói. Cũng không có nghĩa là tôi dở hơn anh. Với một huấn luyện viên mới như anh mà có cách cư xử như vậy thì cơ hội bị sa thải rất là cao đó. Tôi không biết chắc là người nào sẽ được sa thải trước đâu. Tôi được phép toàn quyền quyết định giáo án của tôi mà không cần phải thông qua bất kỳ một ai. Không thể như vậy được. Mình không cho phép một kẻ sức sực như chúng ta lộng hành tại trung tâm được. Ngọc phải giải thích rõ ràng cho mình biết về mối quan hệ đó. Ngọc làm chủ, sao lại phải sợ một kẻ như hắn ta chứ? Không thể để chuyện này như vậy được. Em ơi, cho chị xin tiền trứng. Dạ. Dạ, cho em cười. Cảm ơn. Thủy. Tôi xin lỗi nha. Tôi không nghĩ là cô lại giật mình đến như vậy. Để tôi phụ cô một tay. Cô đúng là đảm đang. Cô sao vậy? Cô chưa thấy đàn ông rửa chén bao giờ hả? Tránh ra đi. Thôi, người khác rửa chén thì tôi thấy, nhưng mà anh thì tôi không nghĩ là có. Đúng là chưa bao giờ, nhưng mà tôi nghĩ mình sẽ làm những việc này. Kể từ khi gặp cô, làm việc và tiếp xúc với cô, tôi có cảm giác giống như là gia đình vậy. Tôi thấy tôi muốn làm những việc này với cô. Anh Gia Quy à, tôi... Có chuyện gì à? Họp báo không diễn ra thì thằng Quy và con Ngọc sẽ biến mất, dư luận sẽ im lặng. Tới khi đó tất cả sẽ đi vào quỹ đạo như cũ, và con Ngọc sẽ mãi mãi không trở về Việt Nam nữa. Theo cái cách mà tôi đã từng làm. Vậy có nghĩa là cuộc họp báo này là cơ hội duy nhất cho anh Gia Quy và Ngọc ở lại sao?
cô thật sự là quá thông minh. Giờ quyết định là ở cô đó. Cái ý định mà xóa bỏ luật trần gia của anh, anh còn giữ ý định không giờ? Tất nhiên là còn rồi. Chính vì những điều luật đó, chính vì ba tôi còn khư khư giữ nó, nên đến bây giờ tôi chưa thể công khai nhận Ngọc. Tôi nhất định sẽ tìm cách để ba tôi từ bỏ trần gia luật. Kể cả là việc đó kéo dài mất nhiều thời gian hả? Đúng vậy. Mà sao Thủy lại hỏi tôi điều đó? Vì tôi sẽ ủng hộ anh, bất kể là bao lâu. Tôi muốn nhìn thấy hai cha con anh đoàn tụ bên nhau. Cố gắng lên. Ngọc. Ngọc. Cái gì vậy? Ngọc nói đi. Cái tên Tuấn Kiệt đó là ai vậy? Tại sao hắn ta vô trung tâm nè, rồi có thái độ kênh kiệu, khắc khe, không có hòa đồng với học viên gì hết vậy? Trời, tôi thấy anh ta khắc khe vậy cũng tốt mà. Ngọc, Ngọc còn nói tốt cho anh ta nữa hả? Không chỉ có vậy đâu, anh ta còn nói với các huấn luyện viên khác là cách dạy của họ lỗi thời, xét nét từng ly từng tí nữa. Mình mà nói anh ta chính là chuyên gia thật lúc này, thế nào Thiên Ân cũng bị tổn thương lòng tự trọng cho mà coi. Không chừng anh sẽ bỏ đi đó. Ngọc, Ngọc nói gì đi chứ, sao im lặng vậy? Thì anh ta là người có tài, lại còn đi du học về nữa. Tôi tin á là anh ta sẽ giúp trung tâm của chúng ta phát triển. Chắc tại vì là người mới, cho nên anh ta chưa quen với tác phong làm việc của trung tâm thôi. Vậy Ngọc cứ mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm hả? Anh có phương pháp của ảnh, còn hiệu quả như thế nào á thì tôi không có quyền xen vô. Nhưng mà tôi nghĩ anh không nên có thái độ đó. Ngọc, nào giờ á Ngọc có bao giờ vậy đâu. Hay là Ngọc có mối quan hệ mờ ám với hắn đúng không? Họ cái gì? Ngọc nói đi. Anh nói cái gì vậy? Có quan hệ mờ ám gì ở đây? Tôi á, tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi. Ngay cả tôi nè, Ngọc còn chưa cho tôi có quyền tự quyết đó. Còn anh ta mới vô thôi mà, Ngọc còn xem trọng hắn ta hơn tôi nữa. Thì anh ta giỏi thì tôi nói giỏi thôi. Anh có giỏi á thì tiếp tục chứng minh bản thân mình đi. Quá đấy, đúng là có trăng vấn đề. À, thì ra là anh đang ganh tị đó hả? Tôi không ngờ là anh ganh tị kiểu con nít như vậy á. Thôi đi, lúc trước á thì kêu là chỉ dành tình cảm cho một người thôi. Bây giờ hả, bê nguyên cái anh chàng hot boy huấn luyện viên nào đó vô trung tâm luôn kìa. Anh nói cái gì vậy? Cái gì mà dành tình cảm gì cho ai? Anh cái gì mà anh? Tôi không thèm nói chuyện mấy người nữa đâu. Nè, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi mà. Sao anh lại nghĩ xấu tôi như vậy? Mấy người á, tốt với Tuấn Kiệt đi. Nè, đi được thì đi luôn đi. Toàn nghĩ xấu cho người khác thôi. Xấu xa. Đáng ghét. Mom, bước đầu xem như chúng ta đã thành công. Mom phải nhìn thấy nét mặt của cô Ngọc đó. Cô sợ con tới mức không thể tưởng tượng được. Chỉ nghĩ tới thôi là con đã thấy mắc cười rồi. Ngay từ đầu mẹ đã sắp đặt cho con gặp con nhỏ đó ở nước ngoài, cũng chỉ là chờ đến ngày hôm nay. Mom là hay nhất, lúc nào cũng tính toán rất là chu đáo. Mom à, con thành công mà, tại sao Mom lại có vẻ không vui vậy? Trong cái vụ lùm xùm này có nhiều chuyện không xảy ra theo như ý muốn của mẹ. Đặc biệt là con nhỏ trợ lý của Gia Huy, nó thật thông minh và giỏi giang nữa đó. Con phải dè chừng nó đó. Wow, một người thông minh và tài giỏi giống như là Mom
mà cũng có lúc phải sợ người khác sao? Con không tin đâu. Con không biết chứ, phụ nữ thông minh thì có thể đoán trước được nước cờ. Nhưng mà con nhỏ này nó rất xảo quyệt. Đàn bà mà xảo quyệt thì nên tránh xa. Tránh xa cô ấy. Cái tên Thiên Ngân đáng ghét, dám nói là mình có tình ở với tên Tuấn Kiệt đó hả? Tôi có tình yêu nào chứ? Trời đất ơi, chuyện gì vậy nè? Y như cái bãi chiến trường vậy đó. Trời, tôi đang tức quá trời luôn nè. Cô nghĩ sao? Tôi như vậy mà cái tên Thiên Ngân đó dám nói là hả? Tôi thích người ta. Nè, Ngọc nói cái gì thật sự là tôi không có hiểu gì hết á. Ngọc có thể kể lại chi tiết cho tôi nghe vụ này được không vậy? Thì Thiên Ân đó, hắn ta nói tôi có quan hệ tình cảm mờ ám với tên Tuấn Kiệt. Xong rồi hả, giận dỗi đùng đùng bỏ đi, không nói một lời nào luôn. À, cái chuyện mà Thiên Ân ghen á thì tôi hiểu. Nhưng mà khoan đã, Tuấn Kiệt là ai vậy? Cái tên này tôi chưa bao giờ nghe rồi nha. Tuấn Kiệt là chuyên gia Việt Kiều mà tôi định mời về lần trước. Thật hả? Ừ. Một lần nữa tôi xin khẳng định, mối quan hệ giữa bốn chúng tôi rất là tốt, không hề có chuyện ai cắm sừng ai, cũng không có chuyện chuyên gia Thiên Ân bắt cá hai tay. Tất cả là do hình ảnh gây ra hiểu lầm. Tôi và Thủy chính thức công khai quen nhau. Còn em gái nuôi của tôi và Thiên Ân đã chính thức tìm hiểu nhau. Vậy anh Gia Quy, anh hãy cho biết hình ảnh anh đánh chuyên gia Thiên Ân là như thế nào. Thiên Ân, bây giờ có cậu ở đây, tôi nghĩ cậu nói là tốt nhất. Tôi nghĩ tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Thật sự thì tôi chỉ đến nhà cô ấy để giúp sửa ống nước. Rồi anh trai của cô ấy hiểu lầm cho nên đã tìm đến tôi. Chuyện anh Gia Quy đây chỉ là muốn bảo vệ em gái của mình. Tôi xem đây là một hành động cao thượng nên tôi không có giận hờn gì anh ấy hết. Cô Thủy, cô có phát biểu gì không? Tôi xin khẳng định với quý nhà báo, tôi chỉ yêu duy nhất một mình anh Gia Quy. Không ai thay thế được anh ấy đối với tôi. Còn mối quan hệ giữa tôi và anh Thiên Ân, chúng tôi chỉ là những mối quan hệ bạn bè bình thường. Đây tôi xin họp báo để đính chính chuyện của mình. Xin cảm ơn các anh. Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo công khai. Vậy tốt quá. Chúng ta có hai cặp đôi kim đồng ngọc nữ, Ân Ngọc và cặp hoàng tử lọ lem Quy và Thủy. Anh chị quá đẹp đôi, chúng tôi nhất định sẽ đính chính và đòi lại quyền lợi cho tất cả các anh chị. Chúng tôi nhất định sẽ đưa thông tin này lên. Ai cũng cố tìm một cuộc sống hoàn hảo như giấc mơ, mãi mê mà chẳng nhận ra hạnh phúc vẫn luôn sẵn đớn và đẹp biệt mấy. Tôi sẽ tổ chức chuyến đi dã ngoại chỉ dành riêng cho hai người thôi. Đi dã ngoại chỉ có tôi với Thủy thôi đó hả? Tại sao cô lại có đó? À, tôi biết rồi. Chính cậu là người đang cắp đúng không? Ông thấy cái ai ngu mà tự nhận mình ăn cắp hay không? Nhìn đơn giản như vậy mà gây ra biết bao nhiêu cuộc phiền phức. Tính cách mì dán hai đứa nó mới được. Không thể chỉ vì một con nhỏ ranh như vậy mà làm hỏng việc mình đã xây dựng hơn 20 năm nay. Tôi thấy sao nói vậy? Nếu sợ thì tôi đã không nói. Mà tôi đã nói rồi đó thì tôi phải làm. Kể từ hôm nay tôi chính thức rút vốn khỏi tập đoàn BNM.
phải tôi sống như một soái ca xưa qua đời, ta trôi hết những đôi cánh đua như mây trời. Tôi sẽ hỏi tới cùng. Tôi nghĩ là tôi trả lời tôi không. Cô em hỏi gì? Tôi không có nghĩ gì hết. Chỉ là tôi kể cái gì? Tôi đã yêu em. Gặp soái ca hoàng tử lộ lem lãng mạn trên bãi biển. Lãng mạn thật đẹp đó. Biển đẹp như vậy kia mà, không lãng mạn thì nó phí ra. Thử hả? Ồ, thử thì thử chứ sợ gì. Thì một rừng không thể nào có hai cọp. Để coi ai là mèo bệnh cho biết. Một cuộc đua ba môn phối hợp.